Dạ, mến chào tất cả quý cô chú, quý anh chị khách hàng kiều bào trong và ngoài nước mình đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Hảo Địa Phát ha. Ngày hôm nay thì lại có một số thông tin để mà chia sẻ đến quý cô chú và anh chị mình, để cô chú anh chị mình có thể là nắm được và tránh được những tình trạng trên của chú anh chị ha. Khi mà thời gian thì gọi là chỉ còn đâu vỏn vẹn là khoảng tầm 2 tháng nữa thôi là cũng đã là đến Tết rồi cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị biết rồi, những ngày cận Tết thì có về cái tình hình mà gọi là trộm cướp này cũng như là lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản thì nó xảy ra khá là nhiều anh chị ha, cực kỳ nhiều luôn. Vừa qua thì khi mà cái vụ công ty FCDI lừa đảo hơn là 7.500 khách hàng, đến là ngàn mấy tỷ đồng anh chị ha, tại khu vực Đà Nẵng rồi Bình Định rồi đến Quảng Trị, và giờ đây thì khu vực tại là tỉnh Thanh Hóa anh chị. Hôm nay thì không phải là cái chủ đề về cái việc là lừa đảo theo hình thức là bất động sản mua bán hay là huy động vốn đó anh chị, mà là một hình thức khá là phổ biến trong người dân của chú anh chị, khá là phổ biến đối với những cô chú anh chị là miền quê, thôn quê. Đây là về cái hoạt động mà gọi là chơi hụi anh chị ha, chơi hụi đấy. Đấy thì tại huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa qua cũng đã là xảy ra một cái vụ gọi là vỡ hụi anh chị, vỡ hụi với số lượng tài sản lên đến là 10 tỷ đồng. Đấy, 10 tỷ đồng, và hiện tại thì gây gọi là rất là hoang mang cho bà con, nguyên một làng là coi như giờ là mất trắng tài sản hết anh chị. Thì thông tin từ nguồn báo VTV có đăng tải, bà Cao Thị Dung là trú tại xã Hoàng Phong, huyện Hằng Hóa, bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2007 rồi. Họ làm chủ hụi từ năm 2007, khá là lâu rồi. Và cái việc mà đóng tiền, lấy tiền của chủ hụi và người chơi hụi đều là rất là minh bạch, rất là rõ ràng và không có bất kỳ một cái điều gọi là tai tiếng gì cả. Tuy nhiên thì khoảng là vài năm trở lại đây, khi mà những cái hoạt động chơi hụi bây giờ anh chị nó không còn theo cái tổ chức nữa, và một số người dân chơi hụi hoặc là cho vay á, họ không có những cái gọi là cái giấy tờ mà không có theo pháp luật đó để mà chứng minh. Đấy, thành ra là khi mà xảy ra những cái vụ tranh chấp thì nó rất là khó giải quyết. Và cái tình trạng tại khu vực Thanh Hóa này cô chú anh chị, thì vào tháng 4 vừa qua, khi mà năm 2024, khi mà cái bà Dung này á, bà đã nhận hụi mấy chục năm nay rồi mà tự nhiên bây giờ là bà tuyên bố là vỡ hụi, phá sản, vỡ hụi. Đấy, thì cái dây hụi này nó có tới là 4 dây hụi anh chị, 4 dây hụi do bà Dung này là người chủ hụi với 78 người là đã đóng hụi rồi nhưng là chưa được bà Dung trả lại, và tổng số tiền lên đến là gần 10 tỷ đồng đó. Trời ơi, chơi hụi thôi anh chị ha, chơi hụi mà lên đến là 10 tỷ đồng như vậy đó. Ở ngoài quê Hảo giờ thấy tình trạng mà chơi hụi rất là nhiều, hay là chỗ điểm cô chú tình trạng chơi hụi rất là nhiều, và đa số thì cái biên độ là cũng từ kiểu như là vài trăm triệu thôi là cũng đáy khá là cao rồi, còn đây là lên đến là gần 10 tỷ đồng anh chị đó. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, cái việc chơi hụi là một hình thức cũng khá là phổ biến, rất là nhiều ở đặc biệt là những cái vùng quê anh chị ha, để mà hình thức gọi là huy động vốn mà tránh cái lãi suất cao đấy thì cũng khá là nhiều. Họ sẽ đọc một số thông tin để cô chú anh chị mình có thể là nắm rõ về cái câu chuyện tại khu vực này ha. Thì tại bài báo cũng có đăng tải về cái việc là rất là nhiều, hàng chục người dân tại ở xã Hoàng Phong, huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là rơi vào cái tình cảnh là trắng tay sau khi mà chủ hụi người ta họ tuyên bố là phá sản. Thì một tháng nay hàng chục người dân ở xã Hoàng Phong mất ăn mất ngủ vì chủ hụi là bà Cao Thị Dung, sinh năm 1970, ở huyện thôn Nam Hạt, xã Hoàng Phong tuyên bố là phá sản, rồi bây giờ thì bà đã là mất tích rồi, trốn rồi, rời khỏi địa phương rồi. Người dân đến nhà tìm luôn, tìm nhưng mà giờ căn nhà thì gọi là đóng cửa rồi, đóng cửa than cài, không có ai hết, không có người thân luôn đó. Và để có tiền đóng hụi thì cô chú chị biết rồi, cũng có rất là nhiều những người dân, có nhiều người phải là nhịn tiêu, nhịn ăn, thậm chí là dồn những cái đồng mà gọi là trợ cấp của người cao tuổi á, của ông bà ở nhà để mà đóng vào cái lãi hụi đó. Cá biệt thì có cái cụ Lương Thị Dưỡng đã 95 tuổi rồi anh chị, và cả đời tích cốt được gần 30 triệu để dưỡng già, cuối cùng mà tính bây giờ là trắng tay luôn, bởi vì tất cả là đã đóng vào cái tiền hụi hết trơn rồi. Này còn ông Nguyễn Viết Ngoạn, 64 tuổi, cũng là thôn Nam Hạt, một nạn nhân, cũng đã là cho biết và chia sẻ với Bất Động Sản Hảo Địa Phát.
Thì từ nhiều năm nay, bà Dung đứng ra làm chủ hụi, huy động mọi người tham gia đóng tiền hàng tháng. Và hộ gia đình mà nhiều nhất là mất hơn 1 tỷ đồng. Khủng khiếp anh chị, đóng hụi mà đến là 1 tỷ đồng ha. Rất là cao như vậy. Còn lại là từ vài chục đến là vài trăm triệu, ông Ngoạn nói. Và bản thân gia đình ông Ngoạn thì cũng đã có là ông Ngoạn với vợ cùng với mấy đứa con thì đóng trong đó cũng là có là 300 triệu. Đó, 300 triệu đóng vào cái hụi này. Và hiện tại thì chưa thể nào mà đòi lại được từ bà Dung. Đấy. Một số tiền khá là khủng anh chị ha. Nhiều người thì đến cả là tỷ bạc, rồi nhiều người thì lên đến là cả là 300-400 triệu, số tiền khá là cao của chú anh chị. Cũng như là có một cái bài nữa là bà Cao Thị May, cũng đã là 60 tuổi rồi, là em con bà dì với cái bà Dung luôn. Đó, em con dì, em con bạn dì anh chị với cái bà Dung chú hụi vậy luôn. Thì cho biết là đã đóng lên đến là 770 triệu đồng. Đó, anh em trong nhà anh chị mà giờ cũng gọi là mắt trắng thôi, có tin tưởng được đâu. Đó, giờ là không biết có lấy lại được hay không, bởi vì là chủ hụi người ta đã là tuyên bố là người ta họ đã là phá sản rồi. Và cái số tiền mà gom góp tích cốt từ nhiều năm mà làm ruộng này, chạy chợ của mình, rồi làm thợ xây của chồng, giờ là có nguy cơ là coi như là mắt trắng hoàn toàn. Và bà May bây giờ đã là ân hận vì đã là tin tưởng gửi tiền vào cho người nhà mà bây giờ đây cũng là mắt trắng luôn anh chị đó. Và trong cái đơn mà gửi cơ quan chức năng á, người dân xã Hoàng Phong cho biết đa số các cái trường hợp mà đóng cho bà Cao Thị Dung á, đa số là đều là phụ nữ. Đấy, người cao tuổi. Bởi vì cái tình trạng mà gọi là chơi hụi này của chúng chị đa số là phụ nữ nè, người cao tuổi thì có họ chơi rất là nhiều. Khi mà họ nghe những cái lời kêu gọi và những cái lời mà chơi tầm một năm lấy lãi có tiền, khoản tiền lớn thì họ chơi thôi, nói như vậy. Và có hai hình thức góp vốn cho bà Dung là đóng hụi và cho vay lãi. Đấy, có người thì chỉ chơi hụi thôi, có người thì chỉ cho vay, nhưng cũng có trường hợp là cả cho vay và lẫn là đóng hụi luôn. Đó. Và căn nhà của gia đình bà Dung ở thôn Nam Hạc hiện bây giờ là đã đóng cửa rồi. Cổng chính thì bây giờ là nhiều tụi giang hồ, tụi đòi nợ đến, nó tạc sơn đỏ lên nhà rồi. Đó. Và người dân địa phương cho biết là chủ hụi họ đã là tuyên bố phá sản và trốn khỏi địa phương là một tháng nay rồi. Bây giờ là không biết ở đâu hết, không biết tìm ở đâu hết. Thành ra là một số gia đình là có nguy cơ là tán gia bại sản luôn. Tiền mất, chồng vợ chồng thì nghi kỵ lẫn nhau, nảy sinh ra những cái mâu thuẫn. Rồi cá biệt thì có những cái gia đình cả vợ lẫn chồng thì đều chơi hụi luôn và không có thông báo cho nhau, không có biết cho nhau. Và đến khi vỡ hụi thì mọi chuyện bây giờ mới vỡ lỡ. Thế là gọi là gia đình là lục đục, vợ chồng con cái là cãi nhau rồi tan quan hết anh chị, tan nát hết. Thì cho đến trước cái thời điểm mà năm 2021 ấy, cái việc mà đóng tiền, lấy tiền của chủ hụi ấy, và người chơi hụi thì diễn ra rất là bình thường. Tuy nhiên thì đến cái tháng 3 năm 2024 ấy, thì bà Dung mới thông báo là bị vỡ hụi rồi và không tiếp tục nhận tiền đóng hụi từ người dân nữa. Đấy. Và qua xác minh thì đến cái thời điểm hiện tại là đã có đến là 78 người đã là đóng các cái phần hụi cho bà Dung mà chưa được thanh toán tiền. Đó. Thì sau cái thông tin này cô chú anh chị là công an cũng đã là vào cuộc để mà giải quyết và cũng như xử lý cái câu chuyện này. Thì ông Nguyễn Sĩ Hiệp, tức là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Phong, cũng đã chia sẻ và có thông tin rằng là bà Dung là bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2007. Và khoảng vài năm trở lại đây, khi mà tình hình phức tạp hơn, khi mà nó đã phát sinh những cái đơn khiếu kiện, khiếu nại và tố cáo về cái việc là bà Dung đã trốn nợ, chủ hụi này đã trốn nợ và gọi là với những cái dấu hiệu là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đó. Một số người dân chơi hụi thì hoặc là cho vay á, thậm chí là họ không có những cái giấy tờ gì để chứng minh các anh chị và không có hợp đồng, nên đến khi mà có việc mà xảy ra những cái câu chuyện như trên rồi xảy ra những cái tranh chấp á, thì rất là khó để mà giải quyết được. Đấy. Về tổng của số tiền mà vỡ hụi trong vụ việc trên á, thì qua cái xác minh minh đạt ban đầu á, công an người ta đã là từ những cái đơn mà người dân địa phương người ta gửi lên thì cái nguồn tiền bây giờ là khoảng gần là 10 tỷ đồng đó anh chị ha, khoảng là 10 tỷ đồng ha. Con số có thể là hơn nữa khi mà có những bà con người ta tiếp tục họ gửi những cái đơn tố cáo lên đó. Trong đó thì cái khoản tiền chơi hụi là khoảng hơn 6 tỷ, còn cái khoản tiền còn lại để cho vay là khoảng 4 tỷ hơn đó.
Thì tại khu vực mà xã Hàng Phong này anh chị, chủ tịch xã, ủy ban nhân dân xã này cũng đã cho biết là không chỉ là bây giờ đâu, mà những thời điểm những cái năm trước thì cũng đã xảy ra cái tình trạng là vỡ hụi rồi. Đây là cái vụ vỡ hụi thứ ba thứ tư tại địa phương này rồi. Đó, có nghĩa là trường hợp này không có thiếu anh chị ha, là rất là nhiều những cái trường hợp đã bị vỡ hụi đã diễn ra từ những cái năm trước rồi, mà mãi đến bây giờ cái thời đại 4.0 vẫn có những người dính vào cái vấn đề hụi này và cuối cùng là bị vỡ hụi, bị mất tiền oan, rồi sau đó là gia đình lục đục, vợ con thì ly tán. Đấy. Thì theo thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thì hiện tại công an cũng đã là vào cuộc để mà xác minh, để mà điều tra vụ việc này rồi, và đồng thời cũng đã là tuyên truyền và nhắc nhở người dân về cái việc là không nên manh động đó. Công an người ta sợ là mất tiền rồi sau đó là gây ra những cái án mạng về hình sự anh chị, hoặc là những người mà họ không có cái khả năng mà để họ trả lãi, hoặc là họ sợ gia đình biết này kia thì họ nghĩ quẩn rồi họ tự vẫn, thì nó nhiều yếu tố lắm chị. Đấy. Thành ra là họ đi phát thấy là cái việc này là tình trạng diễn ra khá là nhiều ha. Đơn giản như là ở quê Hảo á, thì như mẹ của Hảo ở quê cũng vậy, cũng là buôn bán ở chợ, và cũng hay là chơi những khoáng hụi này lắm, rất là nhiều. Mà đa số thì ví dụ như là mình chơi không có nhiều, mình chơi đâu đó thì một tháng mình đóng vài trăm ngàn thôi anh chị, 300-400 ngàn vậy thôi, để một năm thì lãi đâu đó là được 10 triệu bạc, 20 triệu bạc thôi. Nó có mất đi thì nó cũng là một con số nhỏ. Còn đây chơi hụi gì đâu mà tới là cái khoản hụi lên đến là 10 tỷ đồng như vậy anh chị, quá khủng khiếp. Và cái số lượng người chơi thì nó lên đến con số là 80 người hơn rồi. Đấy. Thì quá nhiều rồi, quá đông rồi. Thành ra là để mà có một cái sự tin tưởng trong này thì cũng rất là khó anh chị mình ha. À, thì anh chị mình có biết cái vấn đề chơi hụi không ạ? À? Em giải thích sơ ha. Thì cái việc chơi hụi thì kiểu như nếu mà cô chú anh chị mình đi. À, bây giờ mình chơi hụi có lãi nha. Hụi nó có hai hình thức, đó là không lãi và có lãi. Thì Hảo chỉ nói về có lãi thôi. Bởi vì không lãi thì nó quá đơn giản rồi, và đa số thì ít ai mà chơi cái vấn đề không lãi lắm. Có lãi thì kiểu như là ví dụ như là bây giờ á có 10 người ha, 10 người là đang chơi hụi. Thì họ sẽ thống nhất là chọn ra một người. Người này là làm chủ hụi. Chủ hụi tức là cái người giữ tiền anh chị. Đó, cái người giữ tiền là cái người chủ hụi á. Cái anh chủ hụi này là cái anh người giữ tiền. Và sau đó là 9 người còn lại là với ông chủ hụi, đó là 10 người đúng không? Thì ví dụ như họ thống nhất với nhau á, là một tháng họ sẽ đóng là mỗi người 1 triệu. Đó, mỗi người 1 triệu thì tức là một tháng đó là sẽ có 10 triệu. Ha, mỗi người 1 triệu mà thì một tháng sẽ có là 10 triệu trong cái hụi này. Đấy. Và khi đó mà ai á, ai mà gọi là ai muốn rút tiền trước, ai mà kẹt tiền, ai mà cần tiền gấp, người ta họ muốn rút tiền trước thì họ lại giơ tay lên. Ai bây giờ tôi muốn rút 10 triệu ra trước trong tháng đó. Đấy. Anh nào muốn rút ra thì anh đó phải đóng cái lãi trong hụi này. Thì cái lãi thì nó tùy theo cái mức quy định của mỗi địa phương nó khác nhau. Ví dụ người ta ở trong này người ta quy định là 20%. Thì tức là 20% của 10 triệu là 2 triệu. Thì anh chỉ được rút về là 8 triệu thôi, còn 2 triệu là anh sẽ là đóng lại trong cái hụi này đó, cho những người sau tiếp tục rút. Đấy. Thì tháng tiếp theo thì người ta tiếp tục là đóng vào 1 triệu tiếp. Và các anh mà rút tiền rồi thì anh cũng tiếp tục là đóng vào 1 triệu trong cái hụi này nữa. Đó, thì quy trình là như vậy. Và những người nào mà họ rút sau cùng anh chị ha, họ rút sau cùng á, thì họ sẽ ăn được những cái lãi suất của những cái ông mà rút trước. Thì họ sẽ có một khoản tiền rất là nhiều, rất là cao và rất là lời. Đấy. Nhưng cũng kèm theo cái vấn đề là gọi là rủi ro. Khi mà nếu mà họ rút sau cùng á, thì cái thời gian rút nó quá lâu. Cũng như là 10 người đó thì phải 9 người kia họ rút trước rồi, mình là người cuối cùng. Và chỉ cần nếu mà có một người trong đó họ không đóng tiền thì sao? Thì coi như là mình mất tiền, hoặc là mình sẽ bị thâm hụt. Hoặc là nếu mà chủ hụi này, cái ông chủ hụi này, ông chủ hụi này, ông ôm hết cái đống hụi này, ông ôm hết cái đống tiền này, ông đi trốn mất tiêu rồi, ông trốn nợ rồi đó, thì giờ tiền ở đâu ra? Thì đó, 10 tỷ này, 10 tỷ là coi như mất trắng hoàn toàn của chú anh chị ha, không có cách nào mà đòi lại được. Bây giờ nếu mà ông chủ hụi này bây giờ ông đang nợ giang hồ, ông nợ nần, ông vay ngân hàng nó phát mãi, nó xiết nhà ông lấy khoản tiền này để mà ông lo cho cuộc sống của ông hết rồi, thì anh chị mình tìm đâu mà lấy nguồn tiền nữa? Công an vào cuộc thì họ giải quyết, thì khi đó thì họ chỉ bắt cái thằng cầm đầu. Nếu mà họ bắt thằng chủ hụi này thì bắt nó đi tù thôi anh chị, còn tiền anh chị thì nó đã mất hết rồi, kiếm ở đâu mà ra? Đó,
Thành ra là họ đi phát thấy là cô chú anh chị mình cũng nên là cân nhắc thật là kỹ anh chị ha. Nên là lựa chọn các hình thức mà gọi là đầu tư này, hay là tiết kiệm, tích cốt phù hợp, an toàn. Những cái vấn đề mà gọi là cái hình thức chơi hụi thì mình nên cân nhắc. Số tiền mà dưới 100 triệu mình chơi được, dưới 100 triệu sẵn sàng là trong biên độ tôi cho phép. Tôi cho phép là tôi có 100 triệu tiền dư, tiền thừa, tôi chấp nhận, tôi sẵn sàng cuộc chơi, tôi bỏ vào tôi chơi trong một năm nay có được thêm vài chục triệu, 5-70 triệu rồi đó. Còn xui rủi coi như tôi mất trắng 100 triệu. Trong cái khả năng mình cho phép thì mình chơi, còn không trong khả năng mình thì thôi, thôi bỏ cô chú anh chị. Đừng có dại dột mà tin vào những cái vấn đề mà chơi hụi góp vốn rồi với cái vấn đề mà lãi suất cao. Em nói thật, không có cái gì gọi là miễn phí cả. Đấy, trừ là cái miếng phô mai trên 70 mà thôi. Đấy, thành ra là cô chú anh chị mình phải cần cân nhắc thật kỹ ha. Thời gian sắp đến thì cũng gọi là Tết Tư sắp đến anh chị ha. Cái tình hình mà gọi là lừa đảo trên mạng xã hội nè, cũng như là các cái lừa đảo về hình thức online cũng khá là nhiều. Hoặc là cái việc mà ở làng số mà đóng hụi đóng đồ này kia thì mình cũng khó mà tin tưởng được lắm. Cho dù là những anh em trong nhà hay là anh em thân thiết anh chị ha, thì anh chị mình cũng không thể nên mà tin tưởng mà đặt lòng vào đó được đâu. Nhiều khi là có thể là rất là thân thiết, rất là thân thuộc, nhưng bây giờ nó hết đường anh chị, nó hết đường, bây giờ nó phải cứu nó chứ, nó phải cứu lấy nó trước chứ không lẽ nó chết nè. Nên anh chị em mình, cô chú chị mình là phải là thật là thận trọng những cái vấn đề trên ha. Dạ. Thì ngày hôm nay họ đi phát cũng có một cái số thông tin để mà chia sẻ đến quý cô chú anh chị kiều bào trong và ngoài nước như thế, về cái thông tin tại khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có những cái tình trạng gọi là lừa đảo về vấn đề hụi như thế. Cô chú anh chị mình yêu mến kênh thì nhớ là nhấn like và nhấn đăng ký kênh của em nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị khách hàng kiều bào trong và ngoài nước trong những video bất động sản Holiday Phát tiếp theo nhé.